Rất vui là ngày hôm nay thì Nhung được tới quán Ngọc Mắm và được trò chuyện với những người bạn của chúng ta ngồi ở đây. Xuất phát từ đâu mà Ngọc lại có ý tưởng là xây dựng cho mình một không gian đậm chất làng quê như thế này? Mình về những cái nơi thôn quê, mình cảm nhận được cái không gian và cái sự yên tĩnh và cái nét đậm chất quê mang tính tình cảm của người dân ở đó, cho nên đã hằn sâu trong cái mình. Thành ra là mình rất là thích cái không gian như vậy, và mình cũng mong muốn là một cái ước mơ rất là lâu rồi, đó là mình xây dựng một cái không gian như thế, vừa là nơi mà mình thể hiện đam mê và đồng thời cũng là để muốn các bạn của mình được có những cái khoảng thời gian sau một ngày làm việc vất vả đấy được thư giãn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, được lạc vào trong một không gian đậm chất làng quê, tôi có cảm giác như mình đang được ở trong một ngôi làng thu nhỏ và cảm nhận được những cái tình cảm chân thành của những người bạn xung quanh chúng tôi, và đặc biệt là sự dễ thương của bạn Nguyễn Ngọc. Và ngay bây giờ thì bạn Nguyễn Ngọc sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một món ăn mà Ngọc cảm thấy vô cùng yêu thích nhé. Và món đó là gì thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần chia sẻ ẩm thực qua phần thể hiện của bạn Nguyễn Ngọc nhé. Ngọc thân mến, là để chế biến món dạng om lá lốt thì cái nguyên liệu mà chúng ta cần thì đó là những gì nhỉ? Món dạng om lá lốt thì nguyên liệu chủ yếu là gồm có cái gia vị, đó là lá lốt, hành khô, quả tiêu đen, ớt tươi. Sau đó tiếp đến đó là đường, một chút đường để tạo cái món ăn nó mềm đi một chút. Tiếp đến là bột ngọt, nước cốt me tươi. Tại sao thì lại phải cho nước cốt me tươi mà không phải là chanh hay là khế gì đó? Cốt me tươi sẽ nó là một cái vị chua, mà để cái món ăn của mình với dạm thì thường là khi mà nóng thì có thể đỡ hơn, nhưng mà nếu mà nguội thì sẽ tạo cái vị tanh, cho nên chính vì thế mà me chua này sẽ giúp cho cái món ăn nó sẽ không bị tanh. Nhưng muốn biết rằng là để mà chế biến cái món dạng om lá nốt ấy thì cái việc mà chọn con dạng như thế nào để ngon để có thể chế biến món này được đạt tiêu chuẩn? Về dạng thì khi chọn mình chọn là chọn đều con, có cả con cái cả con đực đó. Và cái mùa này thì về đông thì dạng nó sẽ chắc con hơn. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng chế biến xem cái món dạng của chúng ta sẽ như thế nào nhé. Việc đầu tiên chúng ta phải sơ chế dạng tươi. Dạng tươi mình mua về sẽ phải ngâm một chút nước gạo loãng để cho con dạng nó nhả hết những cái bùn, những cái đất đi. Mình được biết là ngâm nước gạo thì cái bột gạo đấy nó tạo cho con dạm này nó sẽ nhả nhanh hơn và nó sạch hơn rất nhiều so với các dùng những loại khác. Mình sẽ phải bóc mai ra, mình bỏ cái chân đi, toàn bộ chân đi. Có thể mình cũng có những người thích ăn để chân. Tức là món này mình chỉ sử dụng toàn bộ thân con dạm thôi. Đúng rồi. Thế còn mai và chân thì Ngọc định làm như nào? Về chân của dạm thì có thể mình chế biến thêm một món nữa đấy. Đó là món canh, món canh dạm. Đó là mình lấy cái chân này mình xay ra, sau đó là mình lọc lấy nước để mình nấu canh. Thì có phải là bữa ăn của mình nó sẽ phong phú, món ăn rất rất nhiều đúng không? Sau khi mình đã làm dạm xong thì mình sẽ phải ướp dạm. Muốn cái con dạm mà được ngon thì mình phải ướp trước khi mình chiên. Tức là bây giờ mình sẽ ướp những cái gia vị như là hành, mít, tiêu mà Ngọc vừa chia sẻ đúng không? Đúng rồi. Ở trong đó chủ yếu là mình sẽ ướp mắm để cho con dạm nó ngấm cái độ mặn. Tiếp đến đó là mình dùng một xíu đường. Sau khi mình ướp dạm thì trong lúc để cho dạm ngấm gia vị thì mình sẽ làm mình khều gạch của dạm. Không biết là khều gạch để làm gì nhỉ? Gạch của dạm đây là mình muốn là tí mình sẽ xào riêng để cái gia vị cùng với gạch này quyện vào, sẽ tạo cái mùi ngậy thơm cho cái món dạm om. Lá lốt mình sau khi rửa sạch thì mình sẽ thái nhỏ, nhưng mà không nên nhỏ quá, bởi vì khi mình om ấy thì cái lá lốt này nó sẽ quắc khô, mình sẽ phải thái miếng nhỏ. Mình sẽ chia làm hai phần, một phần để trưng gạch dạm, phần còn lại để mình khi mình om dạm mình cho vào. Khi chiên dạm thì mình phải cho ngập dầu là để cho con dạm nó sẽ được chín đều, vàng đều. Tại sao lại Ngọc lại lựa chọn cái phương thức là chiên dạm trước khi mình om? Chiên dạm thì khi ăn mình sẽ cảm nhận được cái độ giòn, và cái vỏ của dạm này nó sẽ giòn, và ăn thì nó sẽ có cái tăng cái canxi cho cơ thể. Mình có thể là chiên dạm kỹ hơn, vàng hơn nữa để giòn hơn nữa. Thế nhưng với mình thì mình thích là nó cũng đủ độ thôi, mình vẫn còn giữ được cái vị mềm ngọt của dạm. Tiếp theo là mình sẽ trưng gạch của dạm.
có lẽ là Nhung thấy rằng là một trong những cái điểm mà đó mang lại cho chúng ta một cái cảm nhận về mặt mỹ quan thôi. Và cái món dạng này đó chính là con dạng nó hơi rất là nhiều gạch. Đúng và rồi. Cái gạch của nó khi mà chúng ta trưng lên thì nó có cái màu vàng rất là bắt mắt, đúng không? Đúng rồi. Tiếp sau đây là đến công đoạn mình sẽ om dạng. Mình sẽ phải đổ nước me để mình om. Để đảo đều dạng lên. Cho ra vị trí đều dạng. Đúng rồi. Ở đây khi mà nước me đã ở cái độ sệt sệt thì mình bắt đầu mới cho gạch. Cái gạch trưng mình đã trưng vào đây. Rất là đó vàng, mình bật không? Đúng rồi, mình sẽ bật nhỏ lửa thôi. Khi cho lá lốt thì mình sẽ phải tắt bếp luôn chứ mình không để bếp nữa, bởi vì đảo một lúc có thể là cái lá lốt này sẽ bị quắt lại, đúng rồi, và nó sẽ cháy, nó sẽ không ngon. Sau một khoảng thời gian ngắn thì mình đã chia sẻ xong cái món dạm mà om lá lốt. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng là dưới bàn tay khéo léo và sự chia sẻ của Nguyễn Ngọc thì món dạm om lá lốt sẽ là một trong những món ẩm thực đồng quê dân dã được nhiều người yêu thích, và chúng tôi hy vọng rằng là quý vị và các bạn có thể tự tay làm món này ở nhà để chia sẻ với những người thân của mình trong những ngày cuối tuần nhé. Chương trình của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.